Mày cứ liệu cái một đấy nhá, đấy nhá. Vớ vẩn vậy. Nhìn thế này, con đang sử dụng ứng dụng Note Ocean. Ứng dụng này giúp con nâng cao hơn cái sự tập trung để học tập, mẹ hiểu không? Đây này, nó tính giờ đây này. Đấy, trong cái giờ này nhá, là con sẽ không sử dụng điện thoại mà con tập trung vào học tập luôn. Chưa kể nhá, nó còn có cái ứng dụng này, cửa hàng mình có thể sử dụng cái sự tập trung để mình mua những cái dụng cụ để xây nhà trong cái đại dương này. Nghe có lý nhỉ, ứng dụng hơi hay luôn. Mày cứ liệu thôi đấy nhá. Tao mà thấy bên trên điện thoại mẹ đỏ đấy nhá. Mày vừa vả không vậy? Chuyện hay thế nhỉ? Sao? Tất nhiên rồi nè. Vậy Goku trận này đánh thắng được Freezer nhỉ? Đây là thanh gươm diệt quỷ chứ có phải là 7 viên ngọc rồng đâu mà Goku với trận Freezer. À thế à? Mà để đâu nhỉ? Danh này, mày dám lừa tao? Tao tưởng mày học hành cơ mà. Hả? Tao sẽ cho mày một trận. Sau bao năm ăn đòn, con đã hoàn thiện được chiêu thức này, ve sầu lột xác. Bây giờ ấy, mẹ đừng mong mà đánh chúng con. Trời ơi. Cái gì này? Với 747-49 lớp quần áo như thế này, ta chắc chắn là vô địch thiên hạ. Hôm nay nếu mà mày thích khô máu ấy thì tao dốc toàn lực với mày. Nani? Ui, căng lên. Nãy giờ con đùa một tí thôi mà, bình tĩnh. Chùa xanh, bay xuống. Bay xuống xanh, bay xuống. Bay xuống xanh. One hour later. Thằng Danh, mày chạy đâu cho tốt? Nani? Mày! Surprise, motherfucker! Thằng Danh này! Thế rốt cuộc mày có bao nhiêu cái quần đấy? Cũng tầm 50 cái quần thôi mà. What? Tôi giật mẹ đi. Yes. Cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày tao chiến thắng được mẹ tao. Nóng quá. Đi tập. Đây rồi. Hình như tôi chiều các em quá, các em quên subscribe channel của tôi rồi đúng không hả? Subscribe.